Sau Tết, nhu cầu sang Lào làm việc của người dân tăng cao, lợi dụng tâm lý ngại cách ly, không muốn chi trả các lệ phí của người dân khi xuất nhập cảnh. Một số đối tượng đã tổ chức các đường dây đưa người sang biên giới trái phép, khiến tình hình xuất nhập cảnh trái phép diễn biến phức tạp. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại Nghệ An. Đây là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ chiến sĩ chốt kiểm tra số 4, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn. Khi màn đêm buông xuống, tuần tra kiểm soát 24/24 giờ, phối hợp cùng với lực lượng dân quân, công an địa phương, kịp thời ngăn chặn các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép. Chúng tôi sẽ tổ chức tiếp tục duy trì 33 tổ chốt, 247 đồng chí, phối hợp với công an, hải quan và dân quân, công an địa phương sẽ là duy trì chốt chặn 24/24 giờ. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức thành lập, duy trì 65 chốt cố định và 11 chốt cơ động trên toàn tuyến biên giới. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phát hiện xử lý 125 vụ với gần 300 đối tượng nhập cảnh trái phép, phá thành công 2 chuyên án, 3 vụ án hình sự liên quan đến tổ chức môi giới đưa người xuất cảnh trái phép. Phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền trên địa bàn, tuyên truyền vận động người dân chấp hành tốt quy định về công tác quản lý xuất nhập cảnh, tích cực tố giác các đối tượng cầm đầu tổ chức môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép. Sẽ tổ chức tuần tra kiểm soát và kịp thời phát hiện, xử lý tất cả các vụ việc liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới do Bộ đội Biên phòng Nghệ An quản lý. Đồng thời là chúng tôi phối hợp chặt chẽ với bản Lào để mà tiến hành trao đổi phương tiện thông tin. Với đường biên giới kéo dài, có hàng nghìn đường mòn lối mở, lực lượng biên phòng bố trí ở các điểm chốt còn mỏng. Tuy nhiên, các cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An vẫn ngày đêm bám trụ, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt công tác tuần tra, ngăn chặn kịp thời các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép.